Xin kính chào quý cô chú chị, các bạn rất vui đã quay trở lại với kênh Sài Gòn TV 123 với một video của ngày hôm nay, sáng thứ bảy 14 tháng 9 2024. Hiện tại Cường đang có mặt ở trên đường đại lộ Lê Lợi Sài Gòn. Hôm nay Cường đến đây để chia sẻ và cập nhật cho quý cô chú anh chị các bạn xem về tình hình của sự kiện ở tại đây. Đó là một sự kiện kỷ niệm 25 năm tổ chức 1999 đến 2024. Hành trình Gombo 3000 Sài Gòn to Singapore mang đến một triển lãm siêu xe, âm nhạc và gây quỹ từ thiện diễn ra tại Sài Gòn. Trong 2 ngày 14 và 15 tháng 9 2024, Cường đến đây là khoảng 8 giờ 54 phút sáng rồi quý vị. Quý vị có thể nhìn thấy trên đại lộ Lê Lợi Sài Gòn thì mọi người cũng đến đây cũng lai rai á, cũng chưa có thấy đông á, nhưng mà mọi người đến cũng đang chờ đợi để sự kiện diễn ra ở tại con đường này. Tâm điểm của sự kiện là hoạt động khai mạc Gombo 3000, được mệnh danh là một cái bãi xe đắt giá nhất thế giới. Vào buổi sáng thứ bảy 14 tháng 9 2024, trên cung đường đại lộ Lê Lợi Sài Gòn thuộc bộ phận quận nhất, sáng ngày mai là ngày chủ nhật 15 tháng 9 2024, thì chính thức bắt đầu chuyến hành trình dài 4.500 km qua 5 quốc gia Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Malaysia và Singapore. Nào xin mời quý vị và các bạn cùng Cường đi thả bộ một vòng ở cái cung đường đại lộ Lê Lợi Sài Gòn để mình hòa mình vào cái sự kiện Gombo 3000 được tổ chức tại đây nhé. Hôm nay nhiều bạn trẻ đến đây để săn tìm siêu xe để mà quay phim và chụp hình ở tất cả các siêu xe ở tại đây. Thank you.
ai sẽ biết ra là khỏi đi luôn.
In hình logo Rumble 3000. Ở tại khu vực này cũng có triển lãm siêu xe. Đây quý vị có thể thấy ha, tất cả các siêu xe được trưng bày ở đây. Sự kiện Rumble 3000 thì có thương hiệu cà phê Trung Nguyên cũng đặt ở những cái quán này để phục vụ cho mọi người đến để thưởng thức cà phê.
Hiện tại mọi người đang sắp hàng để vô trong cái khu vực triển lãm siêu xe quý vị, để mình chụp hình. Đây là khu vực để triển lãm tất cả các siêu xe đặt ở tại đây. Cường xin phép tạm dừng và khép lại video này nha. Cường rất cảm ơn quý vị đã xem và đồng hành trên kênh Sài Gòn TV 123 của Cường. Cường cuối tuần mình chúc quý vị và các bạn sức khỏe, an lành, tràn đầy niềm vui. Xin mời mọi người nha, cà phê buổi sáng. Cường xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Sự kiện hành trình Rumble 3000 chuyến hành trình bắt đầu từ